tại là cái bơm nhớt cũ của mình đây nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nó xem nó còn có mạnh hay là yếu, hay là kẹt hay không kẹt. Đó, mình phải kiểm tra trước, vì mình đây mình kiểm tra ngoài, chứ còn khi mình lắp vào máy rồi thì mình không nói rồi. Ở đây khi mình rã ra, kiểm tra ngoài. Đó, mình kiểm tra để thực tế xem nó cầm nó mạnh hay nó yếu nhá. Rồi, bây giờ khi các bạn rửa sạch sẽ, các bạn rửa sạch sẽ rồi, cầm im, rửa sạch sẽ rồi ạ, cầm im, rửa sạch sẽ rồi ấy, là các bạn xịt sạch sẽ đúng không, quay nó trơn đều là kiểm tra cái phần kẹt nó ok nó không kẹt rồi nhá. Rồi các bạn cho mình một xí xăng vô, để xăng vô cái phần đó, cái phần của cái bơm nhớt đúng không, cho đầy vô đúng không. Giữ im con, cầm im ơi. Rồi các bạn quay này đó. Rồi các bạn quay nhá. Đó, kia các bạn quay nó, để ý cái nhớt một bên này nó sẽ khô cạn, một bên này sẽ tràn đầy lên đó. Khi quay một bên nó sẽ cạn đó, một bên nó sẽ cạn, còn một bên nó sẽ đẩy lên đầy tràn lên đúng không, là cái bơm nhớt thì còn ok. Còn khi mình quay xong ấy, mình để xí nhớt lại trả về, quay xong để xí nhớt lại trả về là cái bơm nhớt nó bị yếu rồi, bị kém rồi nhá. Còn rồi còn khi mà quay trơn tru rồi, các bạn thử như vậy thôi nhá. Mình quay sang một cái mà nhớt nó đưa lên hết một bên khô cạn luôn, là cái bơm nhớt còn rất ok, nó không có trả xăng về nhanh, là cái bơm nhớt còn ok, còn chuẩn nhá. Rồi ok, rồi xin chào các bạn nhá, nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nhá.